Và hết chẳng là mình là siêu thông gamer đây. Ông vua kháng chiến Hammer và giải đấu cộng đồng chỉ có tại Việt Nam. Ok. Để trẻ mới xem mời một trong một tập mới được chết. Nói khéo là ngẫu nhiên. Mọi bên là 5 người. Để đòi đầu tiên đối điểm sẽ thắng. Họ sẽ được công dụng. Đấy là chúng ta sẽ phải biết đi sẽ bị trời. Cảm ơn nước tăng. Thắng trận. Có hình mình nhắm thì nó dễ thao tác hơn. Bốn chục viên.